Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người, em là CC. Xin chào mọi người, mình là Trí. Xin chào mọi người, em là Minh Mập. Xin chào mọi người, em là Thanh. Xin chào mọi người, mình là Thương. Xin chào mọi người, em là Minh Châu. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, đó là nhìn hình đoán tên người nổi tiếng. Chúng ta sẽ chia làm hai trò chơi, mỗi đội sẽ ba người. Khi luật chơi đó là nếu như mà ai đoán đúng sẽ đi ra khỏi khung hình. Đến khi nào đội nào không còn ai hết thì đội đó sẽ thắng. Chơi với nhau 3 vòng, nếu đội nào thắng 2 vòng thì sẽ nhận được phần thưởng, nó là 300.000 tiền mặt. Và nếu là đội thua thì chúng ta sẽ chịu hình phạt là 200 nha. Bây giờ trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu. Thế chị đợi cứ quay qua bên hướng nào trước để như này đưa lên. Ví dụ nha. Quay thẳng. Ví dụ đi. Ví dụ em đưa thẳng ví dụ thì biết không? Ok. Được gì á? Ok. Rồi. Em lên hình đây. Hình đầu tiên. Minh Quỳnh. Không được giơ tay nha. Ủa đâu, đưa sau mà. Ý là chừng nào em đưa hình ra mới bắt đầu giơ tay, không được đưa trước. Ok. Rồi, đi. Cái thiên nguyễn. Ok. Dồn lên mới thấy được. Ok. Đó, bị cận mà. Không được nhắc nha. Bị cận mà chứ. Rồi, sau. Cái gì ta? Hai ba
bỏ hết giờ. Em ơi. Thương cũ. Giờ có bỏ mấy đi. Chị đó. Chị vậy. Sao chị nó ổng cứ bỏ bỏ đi sao vậy? Bỏ đớn làm luôn rồi. Đó lại lại đưa tay. Không chắc chắn lắm mà được giờ ta. 1 2 3. Trời. Do nên chị Nguyễn. Ok. Là anh định cho nên chị Nguyễn. Cố lên, cố lên. Không nhớ luôn, không biết đâu. 1 2 3. Nhí. Đang nguyên. Ok. Ghê. 1 2 3. Nó nhét xuống dây tay rồi mấy. À, giấc ma. Ok rồi. Này, nó về già rồi. Ôi, cái này chị siêu quá nhiều luôn á. 1, 2, 3. Được hay không? 6, 6. Ok. Chào nữa. Không được chơi nha. Không được chơi nha. 1, 2, 3. Tăng cái này. Bao nhiêu vậy? Sao bao nhiêu vậy? Bao nhiêu vậy? Ba sĩ. Ai vậy? Ăn dâm tàn em. Xin lỗi mọi người. Em đâu có em tâm như rồi người dân lại nào. Tại vì bị sai chứ bị dắt nhiều quá có thể sẽ quay lại. Chứ nhìn nó không có chân như một đoạn á. Nó cứ giật khúc này giật khúc kia. Trời ơi, mất 300 rồi. Ủa chứ để tụi tôi thấy vậy sao tụi mình sai lúc mình vô mình đi ra. Bây giờ mình ăn chanh, ăn chanh cũng làm nháp luôn đi. Ừ, anh chanh làm nháp. Dạ, anh chanh làm nháp luôn. Anh chanh làm nháp rồi làm tiền nháp không? Là ăn thử nháp á. Tiền có nháp không? Tiền có nháp không? Tiền nháp không? Tiền có nháp không? Có người ta ăn nháp. Nháp rồi là trẻ bằng. Tiền xong rồi chút trả rồi. Đây. Có bồi dưỡng tiền. Cứ nói sai là âm lần. Rồi bắt. Bây giờ bắt đầu. Vòng đầu tiên. 1 2 3. Trúc Nhân. Okay. À trời, Trúc Nhân thời còn trẻ. Còn trẻ. Là em nhìn những cái mặt khó. Anh không tính nói là Trúc Nhân này nhưng mà thấy nó không giống cho lắm. Sợ sợ ăn. 1 2 3. Đâu? Ok. Được lắm. 1 2 3. Gì vậy? Đi bên Sa Chi. Ok. Ồ. Hay lắm. Không biết luôn á. Nó lạ lắm. Xuống dưới luôn sao sao. Nó lạ lắm. Em lười những cái mình nhìn không ra. Đúng, phải như vậy. 1 2 3. Được. Ăn thôi. Mình Trung Quốc rồi. Đi lại 2 3. Ê em bán không? Nhanh lắm, nhanh nhẹn. Em mới nhảy ra được. Đúng rồi, mày phạm trời ơi, nói thằng đi tù. Nhanh nhẹn đi vô ngược lại. Chị. Tôi là yên tâm. Vô kìa. 1, 2, 3. Bảo Dung. Trời ơi, chậm. Ủa kìa, đã nói là đang ấy mà. Anh đi ra đi. Anh đi, một người ra đúng rồi. Hồi nãy vô lại rồi, một người ra. Rồi. 1 2 3. Nghĩa. Trời ơi, nó bạn trưởng. Không. Vô. Trưởng. Không kỹ luôn. Không thấy, không biết luôn. Bạn trưởng. Em không biết luôn. Không biết. Không biết luôn mấy cái này sao biết. Biết là không thấy. Không biết luôn. Cái gì trắng rồi. Đây là vòng thứ hai nha mọi người. Bắt đầu. 1 2 3. Ấy, chưa mà anh lại. Thôi vô liền. Thôi rồi hả? Coi cho lắm. Thôi một câu. Để tình 5 giây không ai biết gì qua. Vậy sẽ được ai mà ngồi bắt á. Không biết kìa. 1, 2, 3. Bùi Thế Dũng. Ấy, nhìn đúng lạ luôn. Không rè. Em gán dài chút rồi. Ủa?
biết thương. Okay. Đó, anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Cuộc sống là anh ăn chanh không? liên quan nha chứ không có phải không, không được nói quan. Không được nói ấy, không được nói lãng qua vấn đề khác, chứ lại là đấy, người nói dối cũng phải nói về cái từ khóa đó luôn, tức là nói làm sao cho người ta nghĩ là mình biết cái từ khóa đó để người ta không phát hiện ra. Đi hết một vòng thì sẽ bỏ phiếu ai là người nói dối. Nếu người đó chắc chắn người đó đúng là người nói dối thì người đó thua. Nếu mà đoán đúng được cái từ đó thì người đó thắng, còn nếu không nói được từ đó thì người đó thua. Còn người thua là sẽ ăn chanh. Còn nếu mà tìm chưa ra là đi tiếp đúng không? Còn nếu mà tìm chưa ra người nói dối thì đi tiếp. Đúng rồi. 100.000 mỗi người hay 100.000 một người? Không, 100.000 cái người mà bị cái người nói dối á. Cái người mà mình nói dối chống thôi. Còn nếu như mà người nói dối đó mà nói đúng thì những người còn lại phải ăn chanh. Ok. Còn như nếu mà người
người nói dối thua thì người bình thường là thắng được gì? Thì tất cả mọi người chỉ có người nói dối bị ăn thôi, tất cả mọi người không bị gì hết. Tức là ai nhận được phiếu trống thì người đó có sẽ có cơ hội nhận được 100 nghìn. Mình nói dối là mình xuất sắc, mình cũng chắc. Ok, hiểu rồi, quá hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Vô. Hiểu rồi đúng không? Ok. Yeah, bây giờ em sẽ đưa phiếu cho mọi người tự bóc thăm với nhau nha. Mình nói dối được 100 nghìn. Này đã anh vỗ nè. Không có chữ rồi, không nội không? Ôi là trời, không có chữ rồi. Rồi bây giờ ai trước đây? Rồi nó buông rồi, nó buông rồi. Nó buông rồi. Rồi. Chị xây trước không? Hai nó gãy chưa? Chưa. Chưa nói gãy luôn. À đúng rồi, từ khóa này liên quan đến một loại động vật. Ok. Ok. Ừ. Sống ở dưới nước, động vật này sống ở dưới nước. Trời ơi, sao mà quất cái là biết luôn vậy trời. Dưới nước nhiều con. Ừ, anh biết con gì. Dưới nước cả ngàn con vậy đó. Con nó biết bơi nha. Con nào không biết bơi dưới nước không biết bơi. Còn mà lỡ như có con ở có con nào biết bơi nha. Tự nhiên. Con có con biết bơi nha. Con này ăn được. Đúng luôn, ăn được ô. Đây nè, đây nè. Nhưng mà mình không đưa ra cái không được. Ờ thì đã đưa không được đưa qua rõ ràng mà. Thì quá rõ ràng quá con. Rõ ràng quá thì biết rồi chơi được. Người bị thích ăn. Người Hàn cũng thích ăn luôn. À rồi, hiểu vấn đề luôn. À, cái này là người gì hay làm mấy món? Gì? Mấy món cơm chiều đó đúng rồi. Món cơm chiều. Ăn hết cơm chiều. Em nói lộn. Ừ, nói là lỡ nó có cái phiếu trắng mà nó biết. Không được gợi ý nha. Rồi tới bây giờ bắt đầu bóc phiếu người nào. Mọi người chỉ người nào là người nói. Thì con cá. Đặc sản vùng biển. Đặc sản vùng biển. Một mẹ hết dữ liệu. Gì vậy? Đặc sản vùng biển nữa thiệt luôn. Nó như quê chứ không được lấy gần quá. Gần quá phải đóng cái được. Ừ. Nói chung thì con này nó cũng không biết nói gì hơn. Chút ác hả? Con này nó trong thành phần làm nước chấm. Rồi luôn. Để ý gì mà sâu dĩ cha. Gợi gợi ý phải chung chung chứ gợi ý người ta biết sao trời. Bà nói gì vậy? Ăn rất là no nha. Ăn cái gì cho nói gì ăn nó no. Ăn nó no. 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 Biết luôn. Biết nó biết nó đâu nó không đâu nó biết nó biết nó biết nó biết nó không biết luôn không biết để trả lời. Con này dân ở dưới quê người ta rất là thường ăn luôn. Con này có con màu trắng nha. Ờ, màu đất. Trắng nha, có nha. À. Suy nghĩ cho kỹ. Rồi, nha. Bây giờ mình kết luận nè. Con này ngồi dưới quê thích ăn lắm. Đúng rồi. Ở dưới quê thích ăn con này nha. À, bây giờ bỏ phiếu cho người nói dối nha. Thì này ra. Chị mẹ mất tên chân nữa. Sù quá. Anh phải đoán được tên của từ khóa này. Quá trời dữ liệu luôn á. Nếu anh đoán đúng anh sẽ được 100 nghìn. Nếu anh đoán sai anh chân. Không, tụi mình đừng nói giá giờ mình đi luôn. Sai rồi. Anh nói cá cơm. Cá cơm là nước mắm rồi. Hồi nãy ai mà nói ăn cơm ăn với cơm rất là ngon là sẽ phát hiện ra rồi. Cái đó là nước cá. Rồi ơi, chưa quá giờ gặp tôi nữa đâu, tử quá trời luôn. Cố lên, xù quá trời. Đó hay gì 100 nghìn thì mình ăn chắc thôi. Ôi mặt đó. Mời nhăn mặt dùm luôn kìa. Chị được miếng dùm cái này cũng chua, nhăn nữa cho anh không thôi.
cái nói cái gì đó chót gì chứ. Dạ rồi. Mà lại đi. Chị mà kêu mình không biết gì hết. Lát hồi cái acid nó cào ngay đây rồi. Cào ngay cái cuống họng. Cái đầu là mình đã biết ngay rồi. Chưa có gì lót nè. Mới cái đầu thôi là biết rồi. Người Hàn Quốc rất thích ăn. Là biết rồi. Dở vậy. Các cơm nó làm nước con trong nước mắm Hàn Quốc trắng hoài luôn á. Cái đó gọi Việt Nam mình cũng có mà. Mình không nghe nổi cuốn em là lại anh biết được à là nhìn thư thư là nhìn là lần đầu biết rồi lần đầu là đầu biết rồi là đã 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 biết rồi đem bên đây rồi. Đem bên đây nhưng mà không có cháo, không có hủ tương ớt. Ừ, đem bên đây mà không có cháo. Có mấy cái bịch của bánh tráng á, bịch muối của bánh tráng ăn cũng ngon mà. Em ăn hết à? Với lại cái đó đậu cắm cái này cũng ngon. Ủa chấm cơm phải không? Cái này không biết có người nào không biết luôn nữa. Cái này gì? Thì hồi tới bà sau là giấy trắng chứ mắc cỡ. Đó, rồi ăn giấy trắng nó đầu tiên cũng nói gì vậy. Thì bỏ ra cái chủ đề mà. Ví dụ kêu này động vật, à con này nó là động vật nha, chứ không phải con người. Đây là từ phát thêm mọi người. Cái này mà ai mà có dữ liệu đầu tiên á, vừa vô nói không biết nói cái gì luôn. Cái này liên quan tới một loài hoa. Liên quan tới một loài hoa hay là hoa? Hoa luôn. Hoa luôn, đó mới như vậy. Một loài. Từ để hình dung. Để chung á. Cái gì vậy? Ok. Hoa. Rồi tới vậy kìa. Anh nói dối hay gì? Cái mặt nghi quá. Trời ơi. Loài hoa này giống tên là gì em? Không có dữ liệu. Vậy cũng được. Loài hoa giống tên là gì em? Đúng rồi. Vậy em ai biết? Thì đó. Ủa mà kêu được mà, quẩy chậu kêu nhau. Có người tên đó là được. Có người tên giống cái hoa đó là được. Hoa đúng không? Hoa này tên là hoa này thơm lắm. Hoa thì thơm lắm, thiệt tình luôn. Hoa này thơm lắm. Hoa này có màu hồng nữa. Sao có gì mà hoa ba màu luôn nhỉ? Nhiều màu quá. Không lên search Google à. Rồi tới châu luôn nè. Ý là không có dữ liệu đấy nó. Ờ, hoa này ít quá. Nhiều dữ liệu lắm. Tả về cái hình dáng của nó nhưng mà đừng có tả chi tiết quá là. Không biết nó là cái gì luôn hết sao mà. Rồi cho em một giây đây nó tiếp. Cái hoa này à. Hoa này chưa như bạn cúng được. Cho bàn thờ cúng được. Bàn thờ cúng được. À đó cúng được luôn mà. Trời ơi. Cúng được chứ sao không được gì. Cúng được mà. Đúng không? Giờ lấy hoa thu địch. Chưa hoa hồng. Hoa hồng là đám cưới. Ôi lỡ hoa thu địch rồi. Đại điên. Cắm luôn. Cắm luôn hả? Ừ. Hoa gì được. Ok. Hoa mưa là trang trí với cái bệnh. Đúng rồi. Hoa này nó có dòng trong bài hát luôn. Cái gầm thành là chứ không có nghĩa. Màu nó giống hồng mai. Đó, màu giống hồng mai. Hồng mai nữa là nó có màu vàng nữa đó hả? Có bông nhiều màu nữa. Ủa? Được không? Chấp nhận không? Chấp nhận với em. Hoa này trồng bằng đất. Ủa, cho hoa này trồng bằng đất? Ủa, chứ có nhiều hoa nó tự mọc.
đưa cái lò hoa này á, tại vì hoa nó nhiều lò quá cho nên không có dữ liệu nhiều đâu. Không, cái này nhiều dữ liệu lắm cho mọi người. Nhiều đâu, tại không muốn chiên thôi. Thì giống nhau quá. Nó giống cây gì? Nó quá giống nhiều quá, nó giống nhau nhiều quá. Đó, mình là... Đất, hoa nào không nhiều đất, có hoa mọng trời xuống ạ. Này ít dữ liệu đâu, không biết cái cây đó cây gì. Thì nó lại... Thì nó sợ cái tên cây đó. Lá của nó màu xanh. Cho người ta đại đi chứ giờ. Ok. Đúng rồi, lá màu xanh. À, cái gì nó màu vàng. Cái gì nó màu vàng. Cái gì nó màu vàng. Ủa, có đúng mà. Đây mà xin. Có mấy cánh. Cái này vậy? Cái hoa này là sao ta? Không phải giống như một cái đường thẳng như này nè. Cái gì? What? Nhưng mà bây giờ không biết đứa nào nói giỡn. Hai dòng á là mình dễ bị mất hết dữ liệu của dòng ba luôn. Bây giờ mọi người lựa chọn người nói dối đi, hay để hai dòng hoa này bán ngoài chợ. Bây giờ cái quan trọng là kiếm được người nói dối. Nhiều cái để nói luôn. Nhiều cái để nói. Rồi nhưng mà giờ không biết ai. Ừ, nãy giờ nói lùm la không biết ai luôn. Hoa hỏi có hầu chấm mà được giỡn. Vì cái người mà nó không có hầu chấm là người đó mới sai á. Cái gì vậy trời? Hồng màu đỏ luôn. Qua wow, hoài có màu đỏ luôn. Không, mập về đây thôi, mập lên bàn đi. Mập này nó dối chắc rồi. Đúng rồi, mập á. Mập nó dối rồi. Cả đi, cả mọi người. Em nghiêng mập chứ anh không nghiêng mập. Anh nghiêng si. Không. Sai rồi. Cùi bắp. Ờ, tại em chí, chỉ. Vừa nói dối là được chiến thắng rồi. Ai nói dối? Ai nói dối vậy? Thấy chưa? Ủa, ủa nhưng mà tại sao chị biết từ khóa hay vậy? Nhưng mà nãy ông này cũng nói lộ ra mẹ rồi. Không, không, anh nói lộ. Anh nói gì mà lộ? Em anh nói màu vàng cái gì đâu lộ? Con đường là biết Nguyễn Huệ rồi. Con đường là biết Nguyễn Huệ rồi. Ok, xin chiến thắng rồi. Anh có hồ sơ rồi sao? Chúng có hồ sơ. Thì có thêm một chị. Để nhưng mà bây giờ nếu mà có chỉ nó nói ra đúng quà qua quả thì nó cũng thắng. Nó cũng thắng thôi. Ờ, anh đánh trong nãy người ta nghi ngờ anh luôn á. Trời ơi, để cho người ta. Ừ, chỗ anh đi cũng thế, cũng vậy thôi. Cũng sai là nó còn sót mà nó vẫn thắng. Ôi ta. Ok. Trời ơi. Cái 200 tóc không? Dạ, mở rồi nha, mở rồi nha. Mở rồi nha, mở rồi nha. Vô. Không phân tốt. Không phân tốt. À, chơi một lần nữa. Đó, quá trời nó kêu o o o. Chanh nó cào á. Chắc có chưa có chịu sao vậy? Sao vậy mọi người? Nhưng mà ăn được với một miếng. Còn để em ăn được có miếng thì em phải dùng ra rồi. Mình đã chơi ta. Ờ, như vậy đây cũng được, ờ, gì cũng được. Mà ước gì có muối ăn đã. Đâu có cua đâu cả. Chúng ta chơi miếng muối chó. Đúng chó đó. Trời ơi, là trời Minh ơi. Không chua miếng nào ăn cái ngọt luôn á. Quá trời trời. Ừ, nghĩ nó ngọt đi, nó sẽ ngọt. Tại trời ơi, uống cái chanh không đường riết nó quen. Học như ca lắm. Học tập của em. Ăn cơm dưới kìa. Không có. Ăn cơm ở. Nó chua như ca. Chắc là bị trầm sấu. Không muốn chơi hình chung lắm. Đảo à, không có chua. Tông mạnh tông mạnh. Rồi ăn cơm nha. Yeah. À. Có mình em không chua. Nó đầu tử luôn. Ăn kêu giỏi bà. Trời ơi, 2 giờ nó qua sùng quá sùng. À, mọi người rút kinh nghiệm làm sao cho em ăn no nha mọi người. Chị ghi này quan trắng. Ừ, nghe đâu nghe hết đâu tự. Đâu. Không làm sao ăn mỡ. Ăn mỡ. Miếng nước. Ăn cái ó luôn á. Nguyên cục mỡ từ lưu. Đây là từ khóa mới nha mọi người. Mà có lòng. Liên quan tới đồ vật á. Đồ vật hả? Đồ vật. Đồ
Ở chua quá mất cái não luôn rồi. Ngoài ở ngoài. Ủa sao mới ra ngoài luôn vậy? Có làm gì đó. Không rồi nói rõ quá. Nói rõ quá là biết liền à. Cái này đồ 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 vật hả? Đồ vật. Đó thầy nói. Bả nữa là gì vậy? Không thấy em đâu. Cái này nó vật dụng trong gia đình. Nhà nào cũng có chứ. Ok. Giỡn nhà nghèo không có nha. Không, nhà nào cũng có luôn bà. Đâu mấy nhà nghèo làm gì có. Có luôn em ơi. Nhà nghèo đó. Nhà nghèo rớt một tên cũng có. Rất mọn tên người ta cũng có. Cũng có luôn. Trời ơi này chứ mà. Suy nghĩ đi. Thôi đừng có nói lại cái này tôi là làm tôi không biết mà đang suy nghĩ đang kiếm cái mà thôi đừng có biện minh mình lớn rồi mình lớn rồi đang kiếm cái lý do nào mà để vô cái thằng mà nói gió nó không có nghe cái lý do đó thì đơn giản thôi không gì bây giờ nói cái là biết liền cái này là phải có điện mới xài được phải có gì phải có điện mới xài được. Nào không có điện xài được. Ủa cũng có cái mới xài bằng pin vậy, bằng năng lượng mặt trời vậy. Điện của anh là gì? Ôi mất rồi. Của anh là có điện mới xài được. Ờ có điện mới xài được. Cái đồ này cúp điện không xài được. Ê giống nhau rồi. Ủa được không được? Không được. Ủa rõ ràng rồi. Ủa? Ôi thì người ta cho chị nói được thôi. Thì ai cũng xài được. Này ai cũng xài được. À, đúng, mình đúng. Ai cũng xài được. Đâu có giới hạn phiên bản đâu. Tại mình đưa. Nếu mà nói ra chắc là đơn giản đúng không? Nói ra chắc là tôi biết được cho nên lựa thì khó nhất. Bạn nghĩ chưa? Cái này thường hay giành giật nhau lắm nha. Hả? Cái này anh nói gì đó? Cái này không biết nói gì luôn á. Nói đừng có liên quan gì chứ. Nói là không có liên quan gì chứ. Không biết nói gì tại vì không biết. Cái này tại vì nó dối, tao biết nói gì. Cái này nó ở trong phòng ngủ. Là trang giấy trắng rồi. Vậy? Cái này nó ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ. Chết là nó tóm lại trong phòng ngủ. Nó ở trong phòng khách vậy. Ủa thì muốn để đâu để vào phòng khách cũng có, phòng bếp cũng có luôn. Để đâu để? Vậy á hả? Vậy đó. Ôi. Cái con này nè, con này mới ghê nè. Đó, không có gì ghê. Cái này sao? Trời là phải bảo quản thường xuyên không thôi nó hư đó nghe. Cái này phải rửa nó mới tốt nha, phải rửa. Phải rửa cho nó sạch. Phải rửa. Rửa cho nó sạch. Rửa hả? Rửa. Ok, mà rửa sạch thì đúng rồi. Rửa sạch. Trên cái đó biết bao nhiêu cân? Rất là tiện. Cái gì vậy trời? Nhưng mà vấn đề là không biết đứa này nói dối. Bây giờ cái đứa mà nói dối á là nó cũng không biết rồi. Nhưng mà mình không biết đứa nào nói dối để mình chọn ra luôn. Cái này mà vô phòng mà đông đông người là khó chịu lắm nha. Nói gì liên quan? Tại nó không liên quan mà. Chứ nói nếu một cái quýt tẹt cái được ra này. Cái này có thể dùng remote điều khiển được nha. Ok nha. Rồi bây giờ bắt đầu đoán. Ủa quá tẹt. Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đôi khi nó lãng sao giờ bộ nó tào lao sao? Nhưng mà đúng mày, thằng quên nó rồi. Nó quá đúng. Châu. Trời ơi mày thằng quên nó trời ơi. Thôi ơi. Em
em sẽ không chọn đâu nha. Đúng rồi. Ừ, phải biết. Nãy giờ nó nói gì vậy? Nãy giờ nó nói gì vậy? Nó nói đẹp đi rửa được. Trời ơi, không liên quan quá. Nó. Rồi chọn không? Chọn không? Chọn. Chọn. À, bởi vì nó nhức đầu ở chỗ là không có biết cái này nó dối luôn á. Chọn không? Chọn không? Đúng rồi, chọn đi, nãy bị ăn chăn một lần nhớ không? Ăn chăn em không hay nữa. Ăn lần nữa. Ừ, chọn đi. Chọn đi. Chọn sai là ăn chanh liền luôn á. Nó không cần trả lời, đi chọn ra ăn chanh liền luôn. Đâu, nó trả lời đúng mình mới ăn chanh chứ. Chọn sao đi. Ờ, mọi người phải. Chứ chứ mà tại vì sao chung á. Mọi người lấy gì thôi. Không phải sao nói đâu. Sao nói cái gì thì ít với lại gì. Con này. Một là này, hai là ông này. Mày điếc đó bà. Tôi không muốn ăn chanh, mày hiểu tâm lòng của nó. Ủa em cũng đâu có ăn chanh. Sao tự nhiên nhà bác là cháu. Ủa thông minh đó, người ta hiện đại rồi. Người ta đẹp, thật là muốn chấp nhau. Trời ơi lẹ trời. Hai người nè. Rồi nè. Mình với con này hai đứa có nè. Ừ. Tự nhiên đi rửa là sao? Đi rửa rồi đâu có. Trời ơi. Ủa gì vậy? Cái đó mất gì không được rửa. Cái gì cũng xài được nó. Trên cái bộ phận có biết bao nhiêu cá mà lại không được rửa. Vô duyên dùng điện rửa thì chết mẹ. Mày bị ngu hả mày? Mày bị ngu hả? Tí nữa xong đi giải thích cho nghe. Không, nhiều khi nó cũng có rửa. Rửa? Mày cũng phải rửa chứ. Chà rửa. Đúng rồi. Vậy có con quỷ. Mày tiếng á, bố chết con rồi bây giờ không hiểu. Mày ngu quá. Nhớ là cái nét mặt hợp hợp. Nhớ số gì là con số là cái nét. Cái là lúc mà nó chơi. Nó chơi với cái nó. Cái bà bà mai ăn chanh nhiệt huyết quá. Ờ phải ứng quá. Ăn chanh nát mày chịu nha. Không có đau bụng lắm rồi. Phải cái quá. Nó chịu quá. Nó. Không. Không. Không nhẹ. Không nhẹ. Nó đi. Bởi này. Má không muốn chặt cho đau bụng thương. Hai lúc. Cú đi cơ bây giờ đau thử lúc tao không kẹp cho đâu nha. Em không biết ăn. Đấy nhẹ à, nó. Trời ơi, tao lại quá chắc công được. Thì phải có cái đồ mốt cháu. Chị nó cũng có đồ mốt mẹ ơi. Em đừng có nói cho ai nói ra. Người nói dối cho ai biết. Tôi chê má, nó có đồ mốt má hay chưa. Rồi, không, không rồi nè. Vui định. Trời ơi, anh chăng gì. Anh chăng á. Nhưng mình à. Mình nhiệt tình. Nói gọn luôn. Để ơi, nhà tao đâu không có hú ăn chanh nó còn thề luôn á. Hai ông này. Đúng rồi. Ủa, nói gì đâu. Tưởng gì. Anh là nói là đúng sự thật hết trơn. Anh nói gì, nói chị người. Anh Tàu làm mấy cái sự thật hết luôn á. Là anh nói gì ta. Không, anh nói gì cũng nhớ luôn kìa. Anh nói gì cũng nhớ. Không. Mà. Không mẹ, hôm nay chị đau em ơi. Xì. Sao mày nghĩ vậy? Không, xì lắm. Anh đâm nó không muốn đi chết. Mà hồi nãy Si nói một cái rất là cái vô lý. Nó nói gì em nhớ không? Hồi nãy Si nói là cái này nó có thể để dưới nhà bếp được. Đúng rồi. Đúng rồi. Xong được con này đó. Con này nè. Nó. Nhất định là nó. Nhất định là nó. Sau cái này thì chọn nó. Không. Cái vấn đề là em ăn cái vấn đề là mày bị ngu. Em có. Con nhỏ này bắt không? Chọn cái này đúng rồi đó. Sau cái này là thấy nó chọn là đúng rồi. Bây giờ chọn ăn cái gì mặt nhau luôn. Nó là. Nó ăn cái gì mặt nhau của nó. Trời ơi. Ngày 1 tháng 3 nè. Ngu quá. Mày nữa em lúc nào cũng sai lầm hết chứ mày. Nghĩ lại một lần nữa. Nghĩ lại một lần nữa. Nghĩ lại một lần nữa đi. Không có nghĩ vậy. Để đưa cho em nghĩ. Nghĩ lại em. Hết giờ rồi mày lên. Trời ơi, ngu quá trời, đứng chặt luôn. Đó, nhai nữa. Bây giờ ấy cũng được, mà do nè. Rồi, người nói dối là chiến thắng. Cái chưa? Cái chưa? Mọi người. Quỷ, vòng vòng, cái vòng vòng ra. Biết bị tốt, rồi cái gì cũng ít đó mà. Hà Hoàng hả? Đó, chỉ tao đi, chỉ tao cho lội đâu. Hồi nãy cũng cho mày. Đâu? Thua rồi. Ôi, nó biết chanh mấy điều hoàng không được rửa. Tao hỏi mấy điều tao
bà nội cha mày gỡ cái quạt ra mày rửa. Cái bà nhà bếp, nhà gì cũng có bắt cái đó. Mắc gì cái quạt nữa, mắc gì không có quạt nữa. Dùng bếp lửa lên để cho bếp nó quạt tắt sáng. Trời ơi, này nó bị thần kinh. Vậy với cái bếp, cái bếp cũng để quạt đó. Đây là bếp nhà giàu, bếp nó luôn luôn. Trời ơi. À, sao mà ăn canh đi cho nó hơi não lên não sang lại để nó bởi nghi rồi. Cái bà này nè, bà nói chuyện thích rồi chuyện đi. Mà mọi người ở đây là ai giật giật vậy? Kiểu gì vậy? Chỉ cho ăn canh mà giành nó. Không, anh không giành đâu, anh nhường em đó. Anh nhầm miếng anh hoài. Ừ. Anh không. Con nói rồi, em giống như một cái thiên thần vậy đó, không ai để cho nói. Tao tức cái lòng đó, có nghe. Anh chỉ nói gì. Nghĩ rồi mà không ai đồng phe với em hết trơn á. Tao cảm thấy ăn nhiều quá đó, mùi gì. Mẹ ơi, đóng cửa nha. Mở chùa quá. Rồi ai cũng quay qua minh. Hai giấy liền. Anh mẹ em đi rửa. Ủa chứ mắc gì người ta không cởi cánh quạt ra người ta rửa cho sạch được. Người ta lâu rồi bà. Lâu mắc mẹ á, nó dính mà màng nhện lâu rồi. Em tiện ít với ai cũng xài được. Còn bà này tiện ít với ai cũng xài được mà. Không có ai nghi ngờ đó luôn hả? Có em nè, em nói rồi nghi ngờ, không ai đồng minh. Sao? Tại vì nó đưa mấy cái cũng chung rồi chứ sao mà biết được. Với nhau đi, mọi người cũng đâu đấy được đâu. Tôi mời một thương đúng được. Giờ chơi gì chị? Ý là muốn chơi thêm một lần nữa nhưng mà tôi phần thử. Để xếp suy nghĩ tôi ở phần thử. Cáo độ mà đá vô rồi. Trời ơi. Trời ơi, dẹp đi vô quá. Thôi luôn. Thế hồi chơi đoán tên bài hát hả chị? Địa điểm danh phải không? Hay là địa danh? Địa danh, đợi địa danh đi. Địa điểm, địa danh, tất cả đều địa danh là gì? Là tên của địa điểm. Giống như là nhà này Phước Kiển rồi vậy đó. Mọi người không được nói quá rõ ràng về cái tên giống nha. Ok, bây giờ bắt đầu. Thì xây chức. Rồi. Không, em phải kiếm cái gì để nó. Kiếm cái gì để em bơ bơ. Nó đang chắc là nó mất luôn. Cái chỗ này hả? Du lịch đẹp nha. Thôi nói đứa hết rồi quá. Rồi chứ. Rồi. Rồi. Chỗ này nằm ngủ được nha. Chỗ này ngủ được. Chỗ này đông người lắm. Chỗ này phải đi bằng xe tới. Đi bộ cũng được. Chỗ này người ta cũng thích phơi nắng rồi đó. Để Tết đồ ta hay đi chỗ này chơi đó. Chỗ này được nhận xét là hơi dơ nè. Suy nghĩ lên em để nó thay bình luận. Ok đừng nói những điều tích cực nha. Nói du lịch cho nó. Chỗ này không có thu hút gì nước ngoài nha. Đúng mà. Đúng mà, cũng đúng á. Mày biết gì đâu đúng. Gì đó. Chỗ này nói chung là cũng núi đồi cũng có mà sông suối cũng có. Biển tắm biển rồi kia cũng có nha. Núi sông suối biển. Chỗ này hồi bé em hay đi nhiều lắm nè. Em đi nhiều cả em với liên quan đó. Ủa vô duyên người ta mé cả anh ta vô duyên. Sao? Chỗ này tiện lợi để đi. Đi thôi. Đi đâu? Đi đâu em? Ý là để đi du lịch, tiện lợi để đi cho mọi người hay nghĩ đến. Chứ mà tiện lợi mọi người. Con này cái bọn nó suy nghĩ, Thôi. Cái đứa mà cầm giấy trắng dễ ăn trăm ngàn. Tại vì ấy ai cũng suy nghĩ lâu. Tại vì nó hắc não, mình phải vừa hắc não cái đứa mà giấy trắng. Mình gợi ý ngay cái
là nó biết liền luôn. Nhưng mà mình phải suy nghĩ mình phải suy nghĩ ra nữa. Mình phải nghĩ làm sao cho nó xa xa đó. Mình nghĩ trước cái lúc mà người ta đang suy nghĩ là mình phải nghĩ trước luôn. Không có. Nhà đó chủ yếu là người ta tìm món ăn tươi sống người ta ăn ngon. Nó là gần nó gần tới rồi đó, cái đứa cái thằng mà cái thằng mà nói dối nó gần tới rồi đó. Hôm nay không có anh thôi, nó tới mới biết nói gì thế rồi đó. Nó bí luôn nè. Cái không biết nói cái gì. Bây giờ hồi này nó có cái già để nằm nha. Mẹ nhỉ. Nó tụi quá nhiều. Vậy ở đây nhiều nhà hàng. Không có nhiều nhà hàng. Nhìn hả? Anh biết ai rồi? Rồi, bây giờ bắt đầu mọi người thảo luận để đánh ra người đó đúng. Bà này đúng không? Nguyên Nhi, bà này từ nãy giờ ăn chanh cũng chịu nữa. Ủa nó ghét. Nói xong rồi, thôi được ăn, xong rồi giờ ăn cũng chịu. Ăn thì ăn. Thôi ăn nhiều nữa rồi chứ đâu. Đừng tức không? Lòng nha. Dạ, năng ra là điên cơm rồi. Dạ, năng ra điên cơm rồi. Anh không muốn ăn chanh nữa, mình là anh thề anh không muốn ăn chanh nữa. Không lẽ bà này nữa ta? Con xì, con sâu hai nước. Cái này nó im ghê, hồi nãy có sẻ trong ý chứ hồi nãy. Trời ơi. Không. Ủa, để sao nói gì tiện ích để suy nghĩ thôi. Không, em nói là chỗ này rất là quen thuộc. Không, sao nó nói cũng không, hợp lý. Cái chỗ đi xe. Bà này du lịch đã già, du lịch hai lần. Địa điểm thì phải du lịch rồi. Đúng không? Tự nhiên nó du lịch hai lần, nó sạm sạm đúng không? Nó mới chờ chó rồi. Mình nghĩ là nó cái chó đó không? Chó ăn dù sao cũng ăn. Ăn cái gì đó cơ. 1, 2, 3. Thôi ăn rồi ăn. Thôi ăn. Mọi người nha. Mọi người sống nữa nè. Chị phải đấy hai cái gì đó. Dạ, ông qua gặp anh nè. Đi một vòng là biết ai rồi. Không phải em nói nè. Dũng Tàu. Đúng rồi. Nói gà lỗ chứ. Trời ơi, đi luôn nè. Trời ơi, nó được ba chị còn mình ăn đi ăn chanh. Cái gì nó chọn em là ăn chanh. Không hiểu. Vẫn chọn. Mà chọn không đúng của ba chanh hết. Cái này đấu lên tôi chứ thật sự không biết Dũng Tàu không cách nào không? À. Chịu bất lực cuộc đời. Toàn cũng chua dữ vậy nè. Xong chưa? Theo dõi đồng hành đồng thanh cùng một lúc luôn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.